quá là tuyệt vời. Chào mừng các bạn đến với lại riêng một góc nhà của Vân Sơn. Đây là cái nơi mà Vân Sơn relax nhất trong cái nhà của Vân Sơn. Mùa nào cũng vậy ha, từ mùa đông cho tới mùa hè, cho tới mùa thu, cho tới mùa xuân, bất cứ mùa nào cũng vậy. Ra đây ngồi chúng ta làm cái gì? Thứ nhất là hít thở không khí trong lành, thứ hai là chúng ta thưởng thức được tất cả những cái cây, hoa, lá, cành xuyên qua bốn mùa. Mùa nào cũng có cái đẹp của nó nha, không phải là mùa xuân hoa nó mới đẹp đâu. Kể cả mùa đông mà khi cây nó rụng lá hết á, những cái thân cây khô ra nó vẫn có cái vẻ đẹp của nó như thường, nếu chúng ta biết thưởng thức. Đó. Thành ra nơi đây là một cái nơi mà thực sự Vân Sơn thích lắm. Thích nhất trong cái ngôi nhà của Vân Sơn là nơi đây. Và đặc biệt là ngày hôm nay. Các bạn biết sao không? Sau gần 2 tuần lễ Tết Việt Nam chúng ta trôi qua, thì Vân Sơn cùng một số những anh em nghệ sĩ đã đi làm cái trách nhiệm của mình là làm cái gì? Mang tiếng cười, mang niềm vui đến cho khán giả ở khắp mọi nơi ha. Vân Sơn cùng với Bảo Liêm cùng với nhiều nghệ sĩ đi rất là nhiều tiểu bang trong nước Mỹ để trình diễn cho bà con Việt Nam mình xem. Và ngày hôm nay Vân Sơn trở về nhà, ngồi ở đây. Ngày hôm nay mới thực sự là Vân Sơn ăn Tết. Đó. Các bạn thấy không khí mùa xuân không? Ha? Đã không? Năm nay là Vân Sơn không cần phải đi mua trái cây ở ngoài nha. Đó, phía sau lưng Vân Sơn là gì các bạn thấy không? Nguyên một cái cây quýt đầy trái. Cây quýt triểu nặng trái đó. Sau cây quýt nữa là cây cam đầy trái. Ha, bên kia là cây mãng cầu. Trời, tôi nói năm nay là nó sướng lắm. Năm nay là một cái năm mà những cái cây trái ở nhà Vân Sơn nó ra rất là đúng mùa luôn. Thành ra năm nay đó là Vân Sơn không có cần đi chợ đi mua trái cây. Ra ngoài sau vườn cắt tỉa những cái trái thật tốt, thật đẹp, cắt vào chân bàn thờ, chân Tết, nó đẹp vô cùng luôn. Và đặc biệt nữa là ngày hôm nay là cái ngày mà Vân Sơn ra phía sau vườn để làm gì? Để thu hoạch trái cây. Tại vì tất cả bạn bè, bà con, anh chị nhắn tin xin nào là bơ, nào là quýt, nào là cam. Thành ra hôm nay Vân Sơn sẽ mời quý vị cùng với Vân Sơn, chúng ta thứ nhất là đi thu hoạch những cây trái trong vườn cây của Vân Sơn. Thứ hai là Vân Sơn sẽ san sẻ đến quý vị một cái món ăn mà Vân Sơn rất thích. Không phải Vân Sơn thích không mà bà xã Vân Sơn cũng thích, mấy đứa nhỏ nó cũng thích. Mà không phải là bây giờ mới thích, thích từ nhỏ cho tới bây giờ luôn. Đó là cái món đặc biệt lắm. Vân Sơn ngồi đây Vân Sơn thích quá, các bạn thấy không? Chim kìa, chim nó hót kìa, đó, chim nó đậu kìa, nó hót. Đó, rồi xung quanh là tất cả. Hôm nay nha, hôm nay là ở California là hết lạnh rồi. Trời bắt đầu là có những cái tia nắng ấm nha, nắng ấm rõ ràng luôn. Những ngày hôm trước ra ngoài này đó, tuy là có nắng nhưng mà mình không có cảm thấy nó ấm như vậy. Ha, ngày hôm nay ấm. Các bạn thấy không, Vân Sơn mặc áo ngắn tay, có nghĩa là trời đã bắt đầu đi qua mùa xuân và chuẩn bị vào mùa hè. Hôm nay là đã là tháng 2 dương lịch rồi đúng không? Mình đang 14, 15 Tết. Đây là tháng 2 dương lịch, cũng 14, 15 Tây của ngày tháng 2. Thì nó đã ở giữa mùa xuân rồi nha. Khoảng chừng tháng 4, tháng 5 á, là trời bắt đầu trời nóng. Trời vào mùa hạ, đó, nó nóng. Sau đó thì mùa thu rồi lại mùa đông tiếp tục ha. Nhưng mà đây là cái mùa mà Vân Sơn thích sinh hoạt ở ngoài trời như thế này. À, suốt ngày Vân Sơn ở ngoài trời như thế này. Các bạn biết lý do tại sao mà Vân Sơn nói là nơi đây là cái nơi Vân Sơn thích nhất không? Các bạn hãy lắng nghe đi. Có nghe không? Tiếng chim hót. Lúc nào chim cũng hót líu lo. Đó, các bạn nghe không? Nó thích lắm các bạn. Nó thích lắm. Hay là tới cái từng tuổi này rồi mình mới cảm giác được mình thích như thế này ha. Thành ra Vân Sơn ngồi ở đây, Vân Sơn nghĩ ra nhiều cái mà nó huyền bí, nó lạ lùng lắm. Thí dụ như các bạn nhìn thấy những cái cây xung quanh Vân Sơn nè ha. Nó là cây được trồng xuống đất, được Vân Sơn bón phân cùng một loại phân, được Vân Sơn tưới cùng một loại nước. Nhưng mà mỗi một cái cây nó lên cái cành, cái lá, thậm chí là cái trái, cái bông, cái hoa nó khác nhau. Cái trái nó ra mùi vị nó khác nhau, hình thù nó khác nhau, màu sắc nó khác nhau. Các bạn thấy lạ không? Rất là lạ luôn. Thành ra từng cái cây ngoài vườn của Vân Sơn nè,
là Vân Sơn rất là thương nó. Các bạn biết không, tuy là cây xoài cả hơn chục năm nó ra bông rồi nó rụng nó không có trái, nhưng mà mình không có nỡ lòng, mình chặt nó, mình bỏ nó để mình trồng một cây khác lên ha. Mình vẫn thương yêu nó, mình vẫn chăm sóc cho nó, cưng nó giống như con mình vậy đó. Đến một ngày nó sẽ cho mình lại một cái thành quả mà mình chăm sóc cho nó. Cho đi rồi sẽ nhận lại. Cái đó là đúng luật nhân quả. Mình gieo cái hạt nào mình ăn cái trái đó, mình bỏ công mình dung sáng cho nó, mình bồi đắp cho nó, thì cái cây có ngày nó sẽ rất là tốt, nó sẽ cho mình những cái quả rất là ngọt, rất là to, rất là đẹp, đúng không? Số thành ra đối với Văn Sơn đó thì cái hạnh phúc nó đơn giản lắm, nó rất là đơn giản luôn, không phải là một cây sum suê mà trái như thế này mình mới thấy vui, mình hạnh phúc. Đương nhiên là mình sẽ vui, bởi vì sao? Bởi vì đây là thành quả của mình, đúng không? Nhưng những cái cây nó không cho trái cho mình vẫn thấy nó đẹp, mình vẫn thấy nó hay, mình vẫn thấy đây là những cái gì, những cái nó đang phục vụ cho đời sống của mình, nó phục vụ cho ánh mắt của mình, nó phục vụ cho tất cả những sinh hoạt của mình hàng ngày. Một nhánh cây khô cũng vậy nữa, tất cả mọi thứ nó đơn giản, nó đẹp vô cùng. Hạnh phúc nó chỉ là như vậy thôi, hạnh phúc nó rất gần như chúng ta nè, không cần phải có nhà lầu xe hơi, ở nhà ngoài biển, ở nhà trên núi mình mới có hạnh phúc. Khi Vân Sơn bước đến cái tuổi 60 này rồi đó, Vân Sơn nhìn thấy được nhiều điều lắm. Trong đó có một cái điều mà chúng ta cần phải nhận thấy sớm hơn để chúng ta có cuộc sống hạnh phúc hơn. Các bạn nên nhớ là không cần chúng ta phải có nhà ở biển, có nhà trên núi hay có thật là nhiều tiền ở trong nhà băng. Chúng ta phải đeo hột xoàng, đeo vàng, đeo vòng, tất cả mọi thứ, thật là nhiều thứ chúng ta mới có hạnh phúc. Không phải là như vậy. Thành ra các bạn biết không, khi Vân Sơn còn nhỏ đó thì Vân Sơn cũng nghe rất là nhiều người lớn tuổi nói với Vân Sơn những cái chuyện nó giống giống như vậy, mà Vân Sơn bỏ ngoài tai người ta. Mình không nghe, mình không cần biết, mình không cần những chuyện đó, nhưng mình cứ đeo đuổi theo những cái hạnh phúc mà mình xét sẵn. Đó là cái xe hơi, đó là cái nhà lầu, đó là cái nhà ngoài biển, đó là cái gì, tất cả mọi thứ mình phải đợi, tất cả mình phải có đó, mình mới 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 chinh phục được hạnh phúc của mình. Không phải là như vậy. Hạnh phúc nó ngay chỗ này nè các bạn, hạnh phúc nó ngay chỗ các bạn ngồi đó, hạnh phúc nó ngay chỗ các bạn đang ngồi, hạnh phúc nó xung quanh các bạn thôi, không có ở đâu xa hết ha. Các bạn hãy 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 lấy tất cả những cái gì mà chúng ta đang có xung quanh để chúng ta tạo thành hạnh phúc chúng ta ngay chỗ này thôi ha. Chúng ta nhìn thấy được cái này hạnh phúc, nó sẽ là hạnh phúc. Chúng ta mà cảm thấy cái này là mình thiếu thốn, mình thua thiệt bạn bè, mình thua thiệt người này người kia, là chúng ta không có hạnh phúc. Khi chúng ta cảm thấy chúng ta đủ thì chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta có hạnh phúc ngay tức thì. Và hạnh phúc đó ở đâu xa? Hạnh phúc đó không đâu xa hết, hạnh phúc đó trong tầm tay của chúng ta. Ok, nói như vậy đó thì các bạn ngoài kia có thể nói là Vân Sơn bây giờ giàu rồi, Vân Sơn bây giờ đủ rồi, Vân Sơn cảm thấy hạnh phúc rồi, còn tôi chưa đủ, tôi chưa thấy hạnh phúc. Ok, ai nói các bạn là Vân Sơn đủ? Vân Sơn là cảm thấy Vân Sơn đủ thôi. Các bạn có nghe nói là túi tham của con người là nó không đáy không? Nếu chúng ta khi chúng ta tham lam, chúng ta cảm thấy chúng ta thiếu thốn, chúng ta cần này chúng ta cần kia, là chúng ta suốt một cuộc đời chúng ta cảm thấy như thế, không bao giờ nó đầy cái đáy, không bao giờ cái lòng tham của mình nó đầy, nó không có đáy, mà là nó bỏ bao nhiêu vô đúng không đầy hết trơn. Nếu mà Vân Sơn không có biết dừng, Vân Sơn không có biết mai cái đáy của cái lòng tham của Vân Sơn lại đó, thì bao nhiêu căn nhà bỏ vô cũng không đủ, nhà trên núi bỏ vô cũng không đủ, nhà dưới biển bỏ vô cũng không đủ, bao nhiêu Vân Sơn bỏ vô cũng không đủ hết. Vân Sơn cảm thấy Vân Sơn đủ rồi. Các bạn biết tại sao không? Thực sự nhờ qua 2 năm đại dịch ha, ngồi ở nhà mình chiêm nghiệm lại, bước qua tới tuổi 60 rồi, Vân Sơn đã thực sự Vân Sơn đã bước ra ngoài đời. Vân Sơn bắt đầu đi làm việc từ năm Vân Sơn 15 16 tuổi, tính tới bây giờ đã 45 năm, 40 45 46 năm. Vân Sơn có một cái cơ ngơi như thế này. Thật sự mà nói nha, đây là cái nhà của Vân Sơn bình thường lắm, nó không có lớn lắm đâu. Có nhiều bạn nghĩ là Vân Sơn là giám đốc trung tâm Vân Sơn, thời gian trước đã bán rất là nhiều băng đĩa nhạc, mua rất là nhiều nhà trên núi, nhà dưới biển, hay mua đất này mua đất kia. Có nhiều bạn bè của Vân Sơn, có nhiều bạn rất thân của Vân Sơn luôn, nói ê Sơn, bữa nào ông dắt tôi lên nhà trên núi ông cho tôi coi cái.
Tôi thề luôn, tôi không có nhà trên núi, tôi thề luôn, tôi không có. Nhà dưới biển cũng không có nữa, thiệt không có. Mà cứ tưởng là Vân Sơn có nhà trên núi, có nhà dưới biển, không có đâu. Nói thật sự mà nói, Vân Sơn từ hồi nhỏ Vân Sơn đã sống cái cuộc sống tương đối là nó biết đủ đầy, thành ra Vân Sơn không có tham đến nỗi mà Vân Sơn có nhiều nhà trên núi, có nhiều nhà ở dưới biển. Mình nói vậy không phải mình chê những cái người mà người ta có nhiều nhà trên núi, nhiều nhà dưới biển nha. Những người đó, nghe người đó, những người giỏi đó, họ giỏi lắm, họ mới có được nhà trên núi, có nhà dưới biển, họ mới có làm ra sự nghiệp, làm được cơ ngơi rất là giàu giàu có. Họ là những người rất giỏi. Nhưng riêng cá nhân của Vân Sơn á, thì Vân Sơn nhận thức được là cái cuộc sống của chúng ta nó đẹp, nó hạnh phúc ở cái chỗ là chúng ta biết đủ, chúng ta biết thưởng thức những cái gì mà xung quanh chúng ta có ha. Thành ra bây giờ Vân Sơn sẽ mời quý vị các bạn cùng với Vân Sơn chúng ta đi làm một cái món ăn mà Vân Sơn rất là thích, bà xã Vân Sơn rất thích, mấy đứa nhỏ nó cũng rất thích. Từ hồi nhỏ đó là một tuần hay chở tụi nó đến để mua những cái món ăn như thế này mà tụi nó thích lắm. Đó là cái món gì các bạn biết không? Đó là món orange chicken, gà chiên sốt cam, ngon lắm ha. Mà hôm nay chúng ta không có làm gà chiên sốt cam mà chúng ta làm món gà chiên sốt quýt. Quýt có sẵn để làm cái gì? Ok, món này nhanh gọn lẹ thơm ngon, mời các bạn cùng Vân Sơn bước qua bếp. Yes, ok. Đã chưa? Ha, các bạn nhìn thấy đã chưa? Chào đón các bạn đến với chương trình Khi trai đẹp vào bếp. Đó. Mình nói mình đẹp là mình đẹp liền ha, mình cảm giác mình đẹp là mình thoải mái, mình đẹp liền. Mỗi sáng Quân Sơn nhìn vô trong kính, Quân Sơn khen: "Úi cha ơi, sao hôm nay mày trẻ quá, hôm nay mày đẹp quá, mày duyên dáng quá." Các bạn thử làm giống Quân Sơn đi, nhìn vào kính cười nói như mình: "Ôi cha, hôm nay sao mà mày đẹp quá vậy? Hôm nay sao mày trẻ quá vậy?" Là chúng ta trẻ, chúng ta đẹp liền nha. Ok, rồi, không nói nhiều nữa. Món gà sauce với lại cam mà tiếng Mỹ nó gọi là orange chicken ha. Thực ra đó thì cái món này là một cái món rất là phổ biến khi mà các bạn vào ở trong những cái như là Panda hay những cái Food to Go đó, thì thường thường những cái món mà những cái chỗ mà bán thức ăn châu Á đó thì hầu như là có những món như thế này. Đây là những món thật đặc trưng mà nó dễ làm lắm, nó không có gì khó làm hết trơn á. Ok, đầu tiên chúng ta phải có gà ha. Đây, gà thì Vân Sơn mua trong Costco nha. Gà này là gà organic, nó lóc thịt. Ồ, không, nó lóc xương, lóc da ra rồi, chỉ còn thịt thôi, chỉ còn mít thôi ha. Ngoài ra thì chúng ta có một số những cái gia vị mà Vân Sơn sẽ giới thiệu chi tiết đến quý vị sau nha. Rồi, bắt đầu làm thôi nha. Đầu tiên các bạn biết không, thịt á thì mình sẽ cắt ra miếng vừa ăn nha. Cứ cắt ra miếng vừa ăn như thế này nè, mà thấy không? Đó, nó vừa ăn như thế này nè. Một lát nữa mình áo bột lên nữa, thành ra nó sẽ rất là vừa. Mình bỏ vào trong miệng mình nó vừa lắm, nó không có lớn để mình phải cắn đôi nó ra ha. Gấp miếng nào ăn miếng đó nó đã lắm. Thành ra cái khâu chuẩn bị này đó, mình chuẩn bị kỹ á, thì lát nữa mình ăn rất là ngon nha. Cái gì cũng vậy, mình phải bỏ cái công của mình vào, bỏ thời gian vào thì sản phẩm mình nó mới hay, nó mới tốt, đúng không? Có nhiều bạn là xem những cái hài của Vân Sơn với lại những người bạn diễn của Vân Sơn làm từ rất là lâu rồi, từ cả có nhiều cái hài từ 30 năm trước rồi mà tới bây giờ vẫn vẫn hay, vẫn xem vẫn hay. Có những cái hài đó nó ra đời trước khi cái bạn đó ra đời nữa. Có nghĩa là cái hài đó tuổi đời của nó là 30 năm rồi, mà có những bạn bây giờ mới có 20 mấy thôi vào xem lại những cái hài đó nó vẫn hay, vẫn hợp thời, vẫn cười được. Tại sao? Tại vì khi mà Vân Sơn và tất cả những người thực hiện những chương trình đó bỏ rất là nhiều thời gian, rất là nhiều công sức vào trong những tác phẩm như thế, thành ra nó sống rất dai, đúng không các bạn? Cái gì ở trên cuộc đời này đó, nó bạo phát thì nó sẽ bạo tàn, thành ra không có cái gì mà nó dễ dàng trên cuộc sống này hết trơn á. Tất cả mọi thứ chúng ta đều phải bỏ công sức ra để chúng ta chinh phục nó nha. Chờ mà của từ trên trời rơi xuống thì nó cũng có, nhưng mà nó không có. Nhưng mà nó hiếm lắm, nó khan hiếm vô cùng,
rất là hiếm, lâu lâu mới có được một người được phước phần như vậy. Ok rồi, tất cả những cái thịt này sau khi mình sắt ra xong rồi mình bỏ vào một cái tô như thế này để mình chuẩn bị mình ướp nó ha. Sau khi mình sắt thịt gà vừa miếng ăn ha, thì mình sẽ lựa một trái quýt, lựa một trái quýt trong một cái cây quýt như thế này nó khó lắm không vậy. Đó, mình phải lựa cái trái nào mà cho nó ngon kìa, đó đó, quá ngon luôn đấy không, bẻ một trái. Ok, và mình sắt đôi nó ra, song song theo đó mình sẽ nặn một cái quýt vô đây. Nó có hột nha, thành ra vẫn sử dụng cái lược để mình sẽ nặn quýt vô đây. Ok rồi, xong mình cho muối nha các bạn, cho một muỗng cà phê muối vào đây nha, một muỗng cà phê tiêu vào đây, và gừng các bạn cũng cho khoảng một muỗng cà phê gừng, mình băm nhuyễn nó ra tỏi vậy, khoảng một muỗng cà phê. Rồi các bạn nhớ gì này không, cái này là gừng, tỏi, muối, tiêu và nước quýt, mình trộn nó lên. Đấy, bắt đầu mình ướp nó ha, mình để ở đây. Trong khi đó thì mình làm cái gì, tiếp tục mình làm, sẽ làm bột. Ở đây mình sẽ có 50 gram bột bột mì, mình có 50 gram bột bắp, một cái trứng đập nó vào. Ok, sữa mình sẽ cho khoảng chừng 100 ml nha, 100 ml sữa. Đây Vân Sơn có đông sẵn nè, một cái gì khoảng chừng 50 ml. Ok, mình sẽ quay đều nó lên. Mình có bột nè, mình có gà nè, ướp sẵn nè. Một cái nữa mình cần phải làm là gì, là mình làm chuẩn bị, mình làm nước sốt cho nó. Bây giờ mình chuẩn bị cho cái nước sốt của nó ha. Cái nước sốt mà một lát nữa mình chiên gà xong đó là mình trộn với gà đó, thì nước sốt này kêu bằng nước sốt cam, nhưng mà mình không làm nước sốt cam, mình làm nước sốt quýt. Nó thơm, nó ngon hơn cam rất nhiều luôn các bạn nha. Đầu tiên thì mình vẫn dùng một cái trái quýt nha, một trái quýt mà mình chơi sang hơn là mình không dùng cái trái quýt mà hồi nãy mình hái của cái cành này, mình kiếm cành khác nữa. Thí dụ như ôi trời ơi, có cái cành mà nó nhánh nó quằn luôn kìa, nó đã quá nè. Ok, hái cành dưới đi. Vân Sơn nói trước nha, Vân Sơn làm món này nó rất là ngon luôn, khi Vân Sơn ăn rất là ngon. Còn các bạn nào làm mà nó không ngon á, các bạn biết sao không, là tại vì ở nhà các bạn á là mua quýt ngoài chợ, nó không có quýt ở trong cây. Hai cái trái quýt từ cây xuống mình làm nó đã lắm, nó ngon lắm đó. Có một cái đồ bào nha, các bạn lấy một chút xíu cái vỏ quýt như này nè, đó, mình lấy cái vỏ quýt thì nó ngon lắm, nó thơm vô cùng. Ui trời, thơm lắm. Rồi xong, và mình tiếp tục mình dùng cái nước quýt đó để mình bỏ vào bên này, một trái quýt nữa là trái thứ hai. Nó thơm vô cùng, nó thơm còn hơn cam luôn ha. Rồi các bạn, nước quýt ha, và vỏ quýt nha, cho nó thơm. Tiêu ở đây là bột ớt và ớt khô nha. Mình có tỏi nha. Ok, gừng ha, đây là giấm nha các bạn, mật ong,
và đường. Sau đó thì mình sẽ có xì dầu, nước tương. Nước tương nào cũng được, nhưng mình sẽ sử dụng cái nước tương này để thứ nhất là nó không bị mặn, và thứ hai là cái màu nó đẹp, thứ ba là rất là thơm luôn nha. Quậy nó lên. Đây, rất là ngon luôn. Các bạn có thấy chưa? Ha. Trời ơi, tuyệt vời luôn. Trong này có gì? Các bạn nhớ chưa? Trong này là có là gừng nè, tỏi bầm nè, tiêu nè, muối nè, bột ớt nè, đường nè, mật ong nè, và xì dầu nha. Ok, bây giờ bắt đầu mình bỏ vô chảo. Bỏ vô chảo. Mình sốt nó lên cho nó sôi lên ha. Khi nước sốt mình nó sôi lên á, bắt đầu cái mình xin một cái miếng nước bột mà hồi nãy mình ướp gà đó ha. Bột ướp gà mình bỏ ở đây thì nước sẽ lên lên rất đẹp luôn nè. Đó, bỏ cái này mình quậy lên. Các bạn, khi ở nhà chúng ta dùng dầu đó thì chúng ta hay thường nói là dùng dầu ô liu thì rất là tốt, đúng không? Đương nhiên rất là tốt, nhưng nó tốt chỉ để cho ăn salad hoặc là ăn sống thôi. Nhưng khi chúng ta chiên như thế này nè, chiên xào hoặc là deep fry như thế này, chúng ta nên dùng loại dầu thường thôi, dầu bắp hoặc là dầu hân dương hoặc là bất cứ một loại dầu gì để chúng ta chiên. Thì thứ nhất là cái giá của nó rẻ hơn, và thứ hai là nó không có tiết ra một cái chất độc hại cho cơ thể chúng ta khi nó đạt đến cái mức độ nóng nào đó. Với dầu ô liu nó sẽ tiết ra một chất gì đó mà nó không có tốt cho cơ thể chúng ta nha. Thành ra khi chúng ta chiên chúng ta nên dùng loại những loại dầu thường thôi, đừng có dùng dầu ô liu để chúng ta chiên nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cho bột vào trong gà nha. Cái bột chúng ta pha lúc nãy đó, cái gà mình để nãy giờ mình ướp khoảng chừng 15 phút đúng không? Đây, cứ trộn đều nó lên. Nhớ nha, lửa thì canh khoảng chừng ở đây Vân Sơn khoảng chừng 350 F, thì Vân Sơn nghĩ khoảng chừng 180-170 C thôi là ok nha. Chịu khó gấp từng miếng nha các bạn, để nó không có bị dính cục á. Bỏ từng miếng vô thôi. Có cái bếp nào mà bằng cái bếp này hết trơn ha. Vừa nấu ăn vừa nghe chim hót kìa, các bạn có nghe không? Có nghe chim nó hót không? Cái nước sốt này ngon lắm nè các bạn. Bây giờ mình sẽ trộn nha. Cái gà mình chiên ha, mình trộn vào trong nước sốt của mình.
các bạn thấy thế nào? Thấy là muốn thử liền đúng không? Quân Sơn cũng y vậy thôi à. Thử nha. Nó giòn rụm, mặn ngọt chua, mùi quýt nó tăng lên, trời ơi ngon quá. Rất là ngon luôn. Còn chúng ta muốn ngon hơn nữa, đậm đà hơn nữa, quýt nè nặng lên đó. Ngon quá. Úi chà, đẹp, ngon, nhanh gọn, dễ làm, đúng không? Chúc các bạn ở nhà làm món gà sốt nước quýt ngon giống như Vân Sơn, đẹp giống như Vân Sơn. Ở nhà cùng quay quần ngồi ăn món ngon này, nhớ tới Vân Sơn, ok? Nhớ một điều là nếu các bạn ở nhà làm mà không ngon đó là tại vì ở nhà các bạn không có cây quýt giống Vân Sơn. Nói giận trời chứ. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi Vân Sơn đến giờ phút này. Một lần nữa chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những lần video kế tiếp. Bây giờ là tới giờ tôi thưởng thức nha. Bye bye.